đồng nhân có thể sẽ vì nội dung vở kịch mà ăn một ít thiết lập vừa xuyên qua liền gặp phải đại ái tiên tôn muốn đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ với ta ai nha hiểu lầm này quá sâu giải thích không rõ phương nguyên so với khỉ đều tin lừa dối như thế nào mới có thể ổn định a à, không muốn làm người chết cũng không muốn làm người công cụ chỉ có thể làm ngồi quên nói hiện tại cổ nguyệt ta chính là đỉnh cấp trí đạo cổ sư vì đánh vỡ số mệnh trải qua trăm đời luân hồi triệu hoán thiên ngoại chi hồn rốt cục để cho phương nguyên của thiên ngoại chi ma đạt được xuân thu thiền, nguyên. Huynh đệ sao có thể lừa ngươi chứ? Chương một Chuyện xưa như sương khói Ta tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Kế hoạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 mở thần uy đề xích luyện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ai là tên thứ nhất? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chính trực xoay người làm ca ca. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 muốn trước mặt người khác hiển quý liền phải người sau chịu tội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Đạp không Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Đối chiến giáo đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Xuân tâm manh động thiếu nữ cùng tâm cơ sâu nặng chính trực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Kỳ ngộ cùng uy hiếp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.